Thưa quý vị, theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, tính đến cuối tháng 7 2024, lượng tiền của người dân gửi vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,8 triệu tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Số tiền gửi của người dân đã tăng 305.672 tỷ đồng, tương ứng với 4,68% so với thời điểm cuối năm 2023. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng liên tiếp trong gần 2 năm qua, bất chấp lãi suất huy động giảm sâu kỷ lục trong năm 2023. Theo đánh giá của một số chuyên gia, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, khó đẩy vốn vào sản xuất kinh doanh, trong khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại kể từ tháng 4 năm 2024, được xem là nguyên nhân khiến kênh tiền gửi ngân hàng trở nên hấp dẫn. So với đầu năm nay, lãi suất huy động các kỳ hạn tại nhiều ngân hàng đã tăng 0,5% đến 1%, vượt ngưỡng 6% một năm.